Tiếp tục là video san cát sỏi vào móng nhà anh em nhá. Thì ở video hôm qua thì mình có làm một cái video đó là đậy cái nắp bể phốt ở cái chỗ này này. Anh em ở cái có nhớ là cái ở chỗ máy mình đang đứng đây nó có một cái bể phốt này. Đó thì hôm qua mình đã đậy xong rồi và buổi chiều đó mình nghỉ. Đấy mình ra đánh máy ra kia cất kia nghỉ và đến sáng hôm nay thì mình lại quay trở lại để tiếp tục san cái cát sỏi này vào cái móng nhá. Đây. Cái chỗ mình đang đứng ở kia nó có một tí cái góc bể phốt đó, mình đang đã giải cát vào mình đứng lên rồi và đặt cái ben lên thì nó sẽ không bị ảnh hưởng đến bể phốt. Đây, cái bể phốt cái góc này anh em này, mỗi bên nó sẽ chưa hở ra khoảng độ 1m2 đấy. Chỗ bên này hở 1m2, bên này như thế. Thì cái bên này lát nữa mình sẽ đứng vào trong này mà mình cuốc ở cái hố kia và quăng truyền tải vào phía bên trong này anh em nhá. Mình quăng truyền vào phía bên trong này thì những cái này nó sẽ rất là nhiều nó sẽ gọi là những cái ô to này sẽ tốn rất là nhiều các cái xe vật liệu anh em nhé. Chính vì vậy là mình sẽ phải di chuyển và mang hết từ phía ngoài kia và quăng vào thì nó sẽ gồm khoảng độ 2 tầm thôi. Đây, mình đứng từ chỗ máy kia và đứng sang cái ô ở cái ô cầu thang này, anh em thấy cái ô cầu thang này mình đứng ở đó thì mình sẽ quăng vào đây. Đó, mình quăng vào cái ô này thôi nhé. Quăng vào ô này xong là đến lúc mình sẽ đứng ở trên này thì mình sẽ với vào đến cái ô trong cùng này thì nó sẽ gồm khoảng kia vào một lần vào đây này, xong là vào đây nữa là 2 lần. Đó, nó sẽ gồm có 2 lần quăng tải, nó không phải 2 đâu. Tức là cái đầu tiên của mình quăng là nó ở máy kia. Đấy, đầu tiên là xe đổ ở máy, xong mình đứng ở ô này mình quăng vào đây. Đấy, từ kia về đây, xong từ đây lại vào đây, nó là 3 lần. Đó, thì ở cái ô trong cùng này thì nó sẽ có cái này là cái mục đích của nó là cái nhà bếp anh em nhá, nhà bếp. Còn đây là nhà tắm này, kia phòng ngủ, ra cái ô bên ngoài kia nữa là cầu thang và ô có bể phốt kia nó là phòng khách. Đó. Thì những cái bên hông này thì lát nữa thì mình cũng nào có bay và mình sẽ ra để mình bổ sung thêm vào những cái bên hông này anh em nhá. Có thể là gạt cái đất này xuống hoặc là mình sẽ trực tiếp để mình cho cái cát vào đây. Đó. Tất cả những cái bên hông này. Đây. Bên này nó cũng bị ngày trước múc, mình chắc chắn là mình sẽ múc hở nó ra rồi chứ mình không thể nào mình múc zin được. Đấy. Cái móng này là em có múc anh em nhá, móng này em có múc. Đây bên này nó còn hở cái phần sát với cái thành bể phốt của cái nhà bên cạnh này, thì những cái này mình sẽ bổ sung hết thêm cát vào. Những cái ô này là cái ô để đường ống nước thoát từ trong nhà bếp này ra này, từ trong nhà bếp này nó sẽ có đường thoát để chạy ra phía ngoài chỗ bể phốt kia và chạy thẳng ra bên đây. Cái hố này là cái hố đường thoát nước của trong bếp này ra anh em nhé. Đấy. Còn những cái chỗ này là cái nhà vệ sinh thì nó sẽ chảy ra đây, đi theo đây ra bể phốt và nó sẽ lắng đọng ở trong cái bể phốt này, xong rồi sẽ chuyển ra ngoài phía cống ở phía ngoài đường kia. Đó. Thì những cái nước này thì lát nữa mình cứ múc cát vào nó sẽ đầy lên và nó sẽ tràn qua những cái ô này anh em nhé. Nó đầy lên là nó sẽ tràn ra. Đấy, nó tràn ra thì khi nào nó vào đến những ô trong này thì anh ấy sẽ hút ra để anh ấy tưới vào những cái cát này, hoặc là có thể là mình sẽ hút nó lên cái cống ở phía đằng kia và cho nó chuyển ra ngoài đường. Đó. Thì anh em chờ mình giây lát thì cái xe chở cát nó sẽ về mình ngay bây giờ, thì mình sẽ làm thêm. Vừa rồi thì mình cũng vừa có quay một cái video ở kênh Máy Xúc Việt Nam Vlog và làm một cái đoạn ngoài này. Đó, thì lát nữa thì mình khi mà làm được cái ô này thì mình sẽ nhảy vào phía bên trong. Đó, anh em chờ mình giây lát nhé. Ok các bác nhá. Ôi hơi chéo vào đây tí. Tiến lên lấy là lại đi đâu để san lại. Đó thì bây giờ mình đã chờ cái xe về và lúc nãy mình đã múc một cái lỗ vào đây để cho cái xe nó đổ cát vào đây rồi các bác nhé. Đó, xe nó đổ vào đây. Đây để cho san qua đã, chờ tí. San qua cái chỗ này đi để cho xe nó được vào được sâu hơn anh em ạ. Sâu một tí mình xúc quăng vào trong nó sẽ dễ hơn. Lấy đà phát đi. Móng ở tận đây cơ mà. Cứ lơ bánh lên đến đây là được. Đó thì xong bắt đầu mình lại quăng từ đây vào ô phía bên trong các bác nhá. Bởi vì bây giờ cái công trình này mình đã làm vào sâu phía bên trong rồi. Đây này, quay vào đây cho anh em xem này. Đấy, nó quay tít trong này, bây giờ mình sẽ quăng dồn vào thôi. Đấy, cái xe nó lên. Nữa đi. Tiến ra lấy đà lại đi, lấy đà lại đi. Rồi, lấy đà lên đi.
Nó phải có đà mới lên được, cái can này rất là nặng. À, rồi rồi rồi. Đổ lên. Quá là hợp lý luôn anh em ạ. Như này mình múc nó mới hết đi được. Đấy. Ra phía đằng kia thì mình sẽ đổ thằng những cái ô này và quăng dần vào thôi. Đấy, xe nó đổ một phát là nó rơi. Nó rơi hết vào cái lỗ này được. Rồi hết vào cái lỗ này, bây giờ mình múc nó đi. Mình múc bớt nó đi này. À ok. Rồi làm một chút anh em nhé. Bệ máy rồi thì mọi cái là mình đã làm nó ok. Có cái đoạn này thì mình có làm một cái video nó ở kênh Máy Xúc Việt Nam Vlog các bác nhé. Thì anh em có thể sang kênh Máy Xúc Việt Nam Vlog mà xem. Cái đoạn là phía bên ngoài này. Đây xe chú Năng về này. Đây, mình sẽ cho vào đây là nó mình ủi qua một cái đi là được. Đổ, đổ, đổ đi. Đấy, bút thành cái lỗ vào đây thì nó đổ nó vào cái lỗ đó thì mình phúc nó sẽ không phải ra sửa đường, chứ còn không là mình không đi ra được, bởi vì mình đã vào đây rồi là sẽ không ra được ngoài cái bên ngoài để sửa đường nữa. À, bởi vì cái đường kia bây giờ là nó như vậy là nó cứ lùi vào đến đó là nó đổ thôi, lần sau là mình không phải sửa đường gì hết. Bây giờ mình sẽ làm một cái lối đi vào đây xong là quăng một đống to đây phải để quăng từ đây lại thả tiếp vào phía bên trong các bác nhé. Nó sẽ rất là nói chung là cái móng này do không xe không đi vào được cho nên là mình phải làm những cái quy trình nó như vậy. Nó hơi lâu một chút thôi nhưng mà nó sẽ đảm bảo được là cái bể phốt xe nó không đi qua này nó sẽ không bị sao cả. Nhưng mà nếu mà mình đi qua xe qua bể phốt thì sợ nó bị sập mất cái bể phốt. Cái này thiết kế là lúc nãy là chỉ đổ 1-2 xe thôi mà bây giờ 2 xe bắt đầu mới hơi có ngọn một tí. Này để 3 xe đổ vẫn được anh em nhé. Ba xe vẫn thoải mái luôn. À, cái lúc này là cái lúc không cần nhanh bởi vì là cái cát là mình phải quăng là làm 2-3 lần rồi. Đấy, cho nên là mình sẽ phải khi mà nó đổ ở đây mình lại phải chạy và nhảy vào phía bên trong này nó đầy là mình nhảy vào phía bên trong để mình quăng tiếp. Đấy, xúc vào cái lỗ này trước. Đấy. Nó đã đầy có ngọn lên cái thành bể phốt kia thì mình cách nó ra khoảng 1m2 là được anh em nhá. Cứ càng múc này tí nó lại hở cái thành bể phốt ra đấy. Mình cứ xúc vào bên sườn của nó là ok. Không phải lo gì cả. Và bây giờ là 10 giờ rồi thì nó chạy buổi sáng nay thì mình nghĩ là nó sẽ xong luôn. Bởi vì cái lượng cát bây giờ về đây là nó cũng khá là nhiều rồi. Còn hai ô bé bé ở phía trong kia nữa. Đây, nó về nó đổ vào đây thì hy vọng là lát nữa sẽ không phải ra sửa được. Đấy, nó cứ đổ vào được cái kia là đẹp nhất. Rồi vào cái lỗ này là đẹp nhất này. Thì sau khi cái xe này đổ vào thì mình sẽ đi ủi vào làm đường và mình sẽ quăng tải vào phía trong bớt anh em nhá. Xong mới lại ra đây để quăng cái đoạn ngoài này tiếp. Do là nếu mà mình đắp lên cao quá lát nữa mình lại không có đường vào. Đây xe của chú Sơn này. Ok. Cổ này là nó rơi đúng vào cái lỗ này. Quăng rất là hợp lý luôn. Đấy, như này nó không bị tràn ra ngoài, mình xúc nó sẽ hết được luôn. Phía nước ở bên kia thì càng ra đi vào thì nó sẽ càng đầy, nó càng tràn ra. Đó.
khi nào mình cho nó lên cao cao mình sẽ dùng cái ben mình ủi vào. Đây là cái cam, cam hôm nay mình quay ở kênh Mấy Chung Việt Nam Vlog á. Mình bọc nó có cái bảo vệ nó mình bọc không ạ? Được rồi, chú đi ra chỗ khác chơi đây để cháu làm chỗ này đây. Tí nữa xúc sau được mà. Không phải đâu. À cái này thì mình lại sát vào đây không biết là nó có bị quẹt cái năm đi đâu. Đây, quay lại cho này. Gọi là vừa sát thôi. Thông thường những cái xe 4 khối này thì mình xúc và nó phải rơi vào quãng độ khoảng 10 đến 15 gầu. Và về mức một gầu này mình thường 2 tấc mà xúc cát sỏi thì nó sẽ khác. 5 gầu là được một khối. Mình xúc 4 khối thì nó là 20 gầu. Nhưng vừa rồi mình vừa mới có 3 xe về anh nhá. 3 xe thì nó rơi vào quãng độ là 4 3 12, 12 khối. 12 khối thì mình phải xúc một khối là 5 gầu mà. 10 khối 50 gầu bây giờ. Đấy, 2 khối nữa là thêm 10 gầu nữa. Đấy, là 60 gầu thì nó mới hết được. Không biết anh em nó hay đến mà mình xúc được bao gầu. Thực ra thì chả bao giờ đếm gầu đâu. Mà là thói quen thì nhiều khi hay trò chuyện với các bác thì nói là đếm gầu thôi chứ thực ra chả ai đếm gầu. Chỉ có cái đội đi bán cát thì người ta đếm gầu. Rồi thì mình sẽ ủi vào tiếp nhá. Nó nhiều quá là mình sẽ ủi vào. Để cái ben của mình nó sẽ không được khỏe đâu. Ủi vào để cho nó chạy vào phía trong này. Đó. Ủi ít thì thoải mái thôi nhá. Ủi nhiều mới sợ, ủi ít thì thoải mái. Đấy, mình ủi ra một chút. Ok, tiếp tục. Quay lại khoang tiếp. Mình sẽ làm thêm video này. Xong là video sau thì mình sẽ san quăng tiếp ở phần trong và hoặc là những video san anh em nhé. Những cái thông trình trong những cái công trình như này mình sẽ chia nhỏ các cái video ra. Nếu mà mình làm trong một video nó rơi vào khoảng độ vài tiếng ấy, nhưng mà khoảng độ khoảng tiếng đồng hồ thì nó mới xong được một video đấy. Cho nên là mình sẽ chia nhỏ nó ra thôi. Chia nhỏ như vậy thì anh em nếu như mà anh em xem một tập hôm nay xong đến ngày mai anh em lại xem tiếp. Hoặc là anh em lúc nào dối thì anh em xem cách phương án mà mình thi công. Sau này thì mình sẽ cho cái phần đá bay nó sẽ thấp hơn cái rằng kia mà, bằng cái đáy rằng kia thôi. Để người ta sẽ đổ bê tông sau này mặt sàn kia là nó bằng cái rằng này. Xong bắt đầu là người ta thêm mấy lớp vữa để người ta lát gạch hoa nữa thôi. Bây giờ phải quăng hết cái này, bắt đầu là nó mới dư được 3 xe. Mình phải để cho cái ô này nó thiếu anh em nhá. Nó thiếu thì mình mới tính được. Vì mình phải làm hoàn thiện từ trong ra mà. Mình không thể làm từ ngoài vào này vào được. Làm ở ngoài vào thì mình cứ quăng như thế này thì nó sẽ không tính được đâu. Mình phải làm hoàn thiện từ trong ra. Để lúc đó sẽ tính là nó. Những cái ô ngoài này nó sẽ là ô thiếu. Sau này là còn thiếu bao nhiêu là mình sẽ lấy ở cái phía bên ngoài đường kia là mình múc vào nó là vừa. Còn thiếu ít thì mình sẽ chở thêm một xe hoặc là hai xe gì đó.
nếu nhiều thì mình mới báo là như vậy đó. Đấy, mình lại ủi vào tiếp anh em nhé, lấy một gầu, lấy thêm một gầu xong qua đó ủi vào tiếp cho nó đằng nào cũng tiện đi vào, múc thêm một gầu vào. Ủi nó rơi hết sang bên kia. Ra tiếp. À, bây giờ mình ủi cả cái mép bên này nhá. Ăn qua qua đây ủi tiếp. Để cho nó giảm bớt cái ấy đi. Lan nào mình để cho nó được nhiều. Còn đến lúc mà mình quăng thì mình sẽ đứng vào phía trong này mình quăng xong. À rồi bây giờ cứ vậy đã. Đấy, củ bó này bắt đầu cái nước bắt đầu nó mới tràn dần vào ô cuối cùng kia. Bên này nó không phải bằng 3 cầu hay 3-4 cầu nữa. Không phải lấy ít đâu. Đó, đấy, nước nó sẽ tràn vào những cái lỗ kia sang bên kia anh em nhé. Đó. Vâng. Nó mất mấy cái ô to này đâu mà. Ô bé nó nhanh không cơ mà. Xúc cái này vào kia xong rồi để lát nó ủi. Cho nó tươi tươi lên, nó bắt đầu là nó ủi vào. Khoảng độ 3-4 gầu mình lại ủi cho phát cho nó nhàn đỡ phải quăng nhiều lần. Khi nào vào hoàn ô trong thì mình mới quăng nhiều. Đấy, đây quăng thêm cho một gầu nữa nhá. Đây là 4-5 gầu này mình ủi phát là hết này. Đó. Đấy, nước bắt đầu đang dồn dần vào trong anh em nhá. Ấy giờ nó bắn. Cái quả ga lê của mình hiện tại bây giờ có một quả đang chết rồi. Mình thấy có vẻ cái tiếng kêu của nó là chạy là bằng bạc với nhau rồi. Được cái là cái chuyến này thì ba xe nó đi cũng khá là lâu. Các bạn ấy đang hót ra những cái bên sườn này. Hôm nay bảo là không phải hót đâu thì không nghe. Mình sẽ xem cái camera của mình nó còn pin không. Bởi vì nó sắp hết pin rồi, nó vẫn còn 17% thì nó vẫn quay được anh em nhé.
à, mình quay một ít nữa xong là để dồn nó vào phía trong. Anh đổ cái lúc chờ xe thì mình cũng sẽ kết thúc thôi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ quay đến lúc nó hết pin thì thôi. Như 7% này nó cũng phải được mấy phút nữa anh em. Có khi hàng chục phút nữa đấy. Cho xe nó chạy nốt một chuyến thôi, cho nó nghỉ thôi. Quăng mà. Đây thì mình là thiếu hai ô à, một chuyến nữa thì không được. Có phải một lần. Nó lại đầy rồi anh em nhá. Bây giờ mình lại thêm cho một gầu nữa. Cũng một gầu để chạy vào tít trong. Cái móng này thì lúc trước nó là móng bè, người ta xây người ta nối với nhau hết. Nó là móng băng lắm. Nhưng mà người ta có dầm có rằng đi với nhau hết anh em. Là nó có cái gờ để các bác đến đấy các bác ấy dừng lại thì cũng được, nói chung là cũng hợp lý đấy. Rồi đây. Gần như là hết luôn anh em nhá. Gần như là hết ở cái phần đáy rồi. Và cái này nó sâu xuống là nó có cái be be vuông lên của cái phần đáy móng đó. Đáy móng cốc kia đó. Và đáy móng băng kia là nó người ta vuốt trụ lên đây anh em. Vuốt cái phần móng bè ấy. Cho nên là nó không phải là vuông ở dưới đâu. Thôi cái video này khá là dài rồi các bác nhá. Bây giờ mình sẽ ủi vào trong một lần nữa xong là planer chở xe về thì mình sẽ làm thêm một tập nữa và đến lúc hoàn thiện thì sẽ làm thêm nữa anh em nhé. Mình sẽ chia nhỏ các cái video ra và chia sẻ với mọi người như vậy. Đấy. Để cho vào đây. Và nước này nó sẽ dồn và nó sẽ chảy hết đi. Đó. Ok, tôi chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.